Những công nghệ biến con người thành siêu nhân. Cấy ghép nam châm sinh học dưới da. Nam châm sinh học được cho là tuyệt đối an toàn với cơ thể con người. Loại nam châm này đã được trải qua nghiên cứu và chế tạo cẩn thận, kích thước thường rất nhỏ gọn. Vị trí được cấy chủ yếu là dưới các đầu ngón tay, nơi tập trung nhiều dây thần kinh xúc giác của con người. Theo các chuyên gia và những người đã trải qua thử nghiệm, cấy nam châm sinh học giúp bạn có thể cảm nhận từ trường khi đặt tay vào bất cứ thiết bị nào xung quanh. Đó là cảm giác rất kỳ diệu, được miêu tả như giác quan thứ 6 của con người. Đôi khi, nhu cầu cấy nam châm sinh học cũng rất đơn giản, chỉ để ngầu hơn bằng việc hút được các vật thể bằng kim loại như kéo, đinh ốc, kim khâu hay cúc áo. Nhờ đó, bạn có thể biểu diễn các tiết mục ảo thuật hoặc là một vài trò thú vị khác và nhận được sự ngưỡng mộ của bọn trẻ trong nhà. Lắng nghe màu sắc. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy màu sắc, nhưng lắng nghe được màu sắc là điều không thể. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ là Neil Harbisson. Anh bị mắc chứng mù màu bẩm sinh, nhưng anh vẫn không ngừng tự hỏi một thế giới đầy màu sắc sẽ như thế nào. Chính vì lẽ đó, anh đã cộng tác với các chuyên gia điều khiển học để thử nghiệm nhận biết màu sắc thông qua âm thanh. Giải pháp là Harbisson sẽ gắn một anten kết nối internet vào não, cho phép anh lắng nghe các tần số ánh sáng của màu sắc. Sau khi cấy ghép, anh đã có thể cảm nhận được màu sắc thông qua sự rung động đến từ con mắt thứ ba. Chiếc cần anten này là thiết bị cảm biến có thể dò tần số màu trong môi trường xung quanh và gửi tần số đó đến vi mạch gắn sau đầu Snell, giúp anh nghe được màu sắc và tính dẫn âm của xương. Sử dụng anten này, Snell có thể dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra mù màu, thậm chí nó còn cho phép anh vượt qua khỏi giới hạn màu sắc của mắt người bình thường khi có khả năng nhận biết tia hồng ngoại và tia cực tím. Điều đáng ngạc nhiên là việc gắn cảm biến vào cơ thể không khiến cho Neil cảm thấy khó chịu. Ngược lại, anh còn cảm nhận được nhiều sự kết nối với các loài động vật khác trong tự nhiên. Ngoài ra, khả năng của Neil còn vượt xa khỏi phạm vi trái đất khi chiếc anten được kết nối với hệ thống máy ảnh trên trạm vũ trụ bất tể. Theo đó, anh bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về màu sắc ngoài không gian. Nhờ vậy, Neil rất lạc quan khi coi công nghệ mới này như một giác quan thứ 6, bởi nó cho phép anh cảm nhận được màu sắc từ khoảng cách rất xa, thậm chí từ ngoài vũ trụ. Cấy chip NFC. Công nghệ giao tiếp khoảng cách gần NFC đã rất phổ biến trên các thiết bị di động. Tuy nhiên, bạn có thể tưởng tượng chính cơ thể mình cũng có thể tích hợp một chip NFC. Trên thực tế, chip NFC luôn là lựa chọn hàng đầu của những người ưa thích việc khắc cơ thể thông qua cấy ghép. Lý do bởi vì đó là cách rất đơn giản mà lại mang hiệu quả rất tuyệt vời khi họ có thể tương tác với các thiết bị kết nối xung quanh. Công dụng phổ biến nhất của một chip NFC cấy trên tay đó là bạn có thể mở cửa nhà hay cửa xe ô tô chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Khi được đồng bộ hóa, các chip NFC có thể mở bất cứ thiết bị cá nhân nào như máy tính, điện thoại. Bạn sẽ không cần đến các thẻ quẹt từ hay chìa khóa cho những cánh cửa và cũng không cần mật khẩu cho điện thoại hay máy tính. Thay đổi màu mắt. Nếu chỉ sử dụng kính áp tròng hàng ngày thì bạn có thể đổi bất cứ màu mắt nào mà mình thích. Tuy nhiên, điều này khá vướng víu và thậm chí còn gây hại cho niêm mạc nếu quá trình thay kính không cẩn thận. Tuy nhiên, công ty Soma Medical của Mỹ đã phát triển một công nghệ phẫu thuật mới bằng laser có thể chuyển màu mắt nâu thành màu xanh vĩnh viễn. Tưởng chừng điều này chỉ có trong những bộ phim khoa học giả tưởng, nhưng hiện nay nó đã trở thành sự thật. Chỉ tốn một khoản phí khoảng 5.000 đô, khách hàng sẽ được chiếu tia laser vào mắt để loại bỏ hắc tố nâu trên bề mặt móng mắt. Do không còn hắc tố này nên khi ánh sáng chiếu vào mô mạch sợi sắc tố phía trước, mắt sẽ chuyển sang màu xanh. Nhóm nghiên cứu sử dụng tia laser để phẫu thuật cho ít nhất 37 người chỉ trong khoảng 20 giây để giúp họ đổi màu mắt từ nâu sang xanh và chưa gặp bất kỳ biến chứng nguy hiểm nào. Tuy nhiên, quá trình biến đổi màu mắt ở người không thể đảo ngược vì melanin không phát triển lại và cũng chưa có cách nào để thay thế.